Dạ thưa con. Thâu cái đó luôn hả? Dạ. Mấy con để trên sư phụ. Chưa khi nào bấm là thâu thì bấm thôi. Dạ, con để sẵn. Sao nó nằm cái tác số 4 giờ nó nhiều quá không con? Mà cho mẹ nó ngồi sẵn nó ngồi cái đỏ chờ đó đi, ngồi đứng đứng lâu mỏi chờ chút xíu. Dạ. Bây giờ là 10:05 rồi phải không? Dạ. Rồi. Máy móc xong hết rồi phải không? Thầy kiểm lại coi thầy Trần Minh đâu rồi để đi lấy đồ hả? Đồ phủi tóc. Chuẩn bị nhang một vẹt. Thì hiểu là coi nhang đẹp nhang vậy đi. Hình như ở đây mình không có đem nhang qua phải không? Ở đây này cũng sử dụng nhiều đấy. Chưa thắp bây giờ đâu. Chưa bắt đầu khi làm lễ bắt đầu xong rồi mình thắp nhang được. Con về con lấy một. Tại vì bữa nay đó quý vị biết đó là nó có những chương trình rất là đặc biệt, thì quý vị chờ một chút quý vị sẽ thấy là ngoài ra trong gia đình đến đây dự tang lễ của bà cụ thì lại còn có một số người không phải là con cháu của bà mà cũng volunteer xuất gia giáo viên.
thầy nói thử gì nghe không? 1, 2, 3, 4, testing. Nghe được phải không? Chờ hai vị lấy đồ nữa. Tụi con ngồi tạm đi, giao người ấy nữa, ngồi tạm. Người đi lấy y là thầy Thiện Minh, không có đi là cô Hồng Đạt còn thầy Thiện Minh nữa. Đưa sẵn nữa chứ chưa lắp nha, con để sẵn nữa. Đưa cho bạn. Cầm sẵn. Có thể mình chú môn rồi đây. Máy ở Hồng Châu sao hai cái máy sắp bao hết rồi? Kính thưa tất cả tăng ni và cư sĩ Phật tử ở trong cái hệ thống chùa Tổng Nguyên, hôm nay quý vị thấy hiện diện. Hôm nay tôi là Thượng Tọa Thích Thông Lai, chủ trì cái hệ thống chùa Tổng Nguyên có 4 cái cơ sở ở Hoa Kỳ. Thứ nhất là chùa Tổng Nguyên 1, tức là cái tổ đình ở tên thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington. Thứ hai là làng Di Đà Condo Hexit là hiện tại đây. Thứ ba là làng Di Đà thứ hai và cũng là chùa Tổng Nguyên 3, đó là ở Indio bên California, có người chủ tịch ban điều hành tức là chú thiền hội tức là CEO của làng Di Đà Indo cũng có mặt ở đây. Rồi cái đó là một youth center ở Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington. Và chúng tôi sẽ giữ chúng tôi huy động tất cả những người mà đang nằm trong những cái chức vụ điều hành của hai làng Di Đà. Thì theo như nhận diện đây, tôi nhìn thấy bên tăng thì có Đại Đức Thích Tuệ Minh là phó trụ trì hệ thống chùa Tổng Nguyên mà cũng là phó trụ trì của làng Di Đà ở bên làng Di Đà Condo. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Quán, phó trụ trì của làng Di Đà Indio ở bên California. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Mãn là người coi về nghi trưởng ban nghi lễ của tháp Địa Tạng ở làng Di Đà Cần Rô. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Như, tức là người coi về treasury, tức là thủ quỹ của làng Di Đà Cần Rô. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Không, tức là người coi về tri sự, coi về bảo trì và coi về những chuyện landscaping. Và kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Hỷ đến từ California, cũng là coi về chấu dấn tất cả những cái việc ở trong ban điều hành cho cái hệ thống này. Bên trái của tôi là có sư cô Thích Nữ Hồng Đức,
là vừa là người nằm trong bo và là treasury, là cái người nếu mà nói về tuổi hạ thì cô đó là coi như là lớn nhất trong các cái hàng đi đệ tử của tôi hiện giờ. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Ngọc, cũng ở đến từ làng Di Đà, California, Indo. Kế đó là cô sư cô Thích Nữ Hồng Minh, là cô coi về vấn đề ban nhà bếp và coi như tri khố, tức là thích lo sự ăn uống của các cụ và tăng đi ở bên làng Di Đà, Indo. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Liên, Hồng Tịnh, xin lỗi, và Hồng Tịnh là đến từ làng Di Đà của bên Indo. Và kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Nhiệm, là người trụ sứ ở tại làng Di Đà Condo này. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Đạt, là cái người đó là tăng đi của tôi nhưng mà đến từ Tây Đức. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Trụ, là cái người cũng đang thường trú ở trong điều hành các phụ trong cái hệ thống của làng Di Đà Condo. Kế đó là chú Phước Liên, là CEO của làng Di Đà Condo Texas và hiện hội ngồi đó, tức là CEO của làng Di Đà Indido. Kế đó là bác trưởng làng của làng Di Đà Condo. Và trong này có rất nhiều những người như là bác ngồi kế bác Thiện Trang, là cái người mà đến đây thường trụ trong này giúp đỡ làng. Kế đó là chú Kiên. Chú Kiên là cái người ngồi bên mặt của thiện hội. Chú Kiên là một cái người đã xuất gia giao duyên rất là lâu, mới vừa xả giới đây, và trong những lúc tăng đi mà vẫn phật sự đi hoặc pháp xa thì chú là cái người lên tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh A Di Đà và đảm trách luôn cả cái tháp Địa Tạng. Thành ra chú chỉ khác có cái là chú còn bảo cư sĩ thôi, chứ chú đóng góp rất nhiều. Thì trong đây những người ngồi bên đây gồm có những người như cô Diệu Thiện, cô Diệu Hạnh, hai cô Diệu Hạnh, một cô Diệu Hạnh tóc bạc và cô Diệu Hạnh tóc xanh. Thì hai người đó là những người thường trú trong làng. Kế đó là những người mặc áo lam, đó là những cư dân trong làng. Những người mặc áo nâu đây thì tôi nhìn thấy có con gái của cụ bà Châu Minh Nguyệt, tức là Liễu Châu, con dâu của cụ bà Lê Minh Nguyệt, tức là vợ chú Phước, và con rể của bà Lê Minh Nguyệt, tức là chú Minh Pháp. Sư phụ có một cái thắc mắc. Cách đây thứ bảy vào lúc 6 giờ mấy sáng thì chú Phước có gọi cho thầy. Lúc đó thầy mới vừa đi đám ma ở bên North Carolina về. Thì trong lúc thầy đang mệt mỏi nghỉ thì chú Phước nói: dạ thưa sư phụ, mẹ con vừa thở hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ mấy sáng ngày thứ bảy. Con xin cung thỉnh sư phụ và tăng ni của hệ thống này xin về thách xịt để mà lo chuyện coi như là hậu sự tang lễ cho mẹ con. Thì sư phụ hứa khả và sư phụ đã điều tất cả những người hai làng Di Đà về đây. Thì thầy có cái thắc mắc, đáng lẽ giờ này tăng đoàn đã được đưa xuống dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc để làm nghi lễ nhập quan, phát tang, cầu siêu, cúng dông như những cái đám mà theo cái nghi lễ thường tình mà sư phụ đã từng coi như là làm biết bao nhiêu đám. Nhưng mà bữa nay thầy thấy thắc mắc là Phước lại muốn làm tại đây. Thành ra xin con vui lòng giải thích cho tất cả tăng ni và cư sĩ biết lý do tại sao mà con lại không có thỉnh sư phụ và tăng ni của cái hệ thống chùa Tầm Nguyên xuống làm lễ ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc giống như là những cái đám tang thường. Thầy xin mời con lên đây để con giải thích cho sư phụ để chúng có những cái thắc mắc đó, và kể cả sư phụ cũng vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư phụ, trước tiên con xin phép sư phụ cho con đảnh lễ tam bảo. Dạ, quý vị chắp tay lại. Kính bạch sư phụ, hôm nay con xin đại diện cho những đứa em con trong gia tộc để đến đây xin bái bạch quý sư phụ và chư công đức tăng ni cùng đại chúng của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Hôm nay chúng con muốn xuất gia để trả hiếu cho mẹ. Lý do là thông thường thì hệ thống Bắc Tông của Phật giáo thì tất cả những buổi tang lễ
phát tang, quả táng, tụng niệm đều trong nhà hoàng. Trong khi đó, gia đình con có 8 anh chị em, thì 6 anh chị em đã thực hiện cái điều đó ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phước và nơi mà giữ quan tài của mẹ con. Thì mấy hai anh em con muốn đi theo con đường của Nam Tông Nguyên Thủy của Phật giáo, là mỗi khi cha mẹ qua đời, một trong những anh em phải tình nguyện để xuất gia để trả hiếu cho cha mẹ. Nhân cơ duyên này, con kính xin sư phụ và chư công đức tăng ni cùng đại chúng cho phép con được xuất gia để con trả hiếu cho mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ đại diện cho tăng ni và cư sĩ Phật tử trong hệ thống chùa Tam Nguyên tán thán việc làm của con. Tuy nhiên, quý vị muốn xuất gia trả hiếu cho mẹ, cho cha theo cái tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy mà bây giờ chúng ta gọi là Nam truyền, tức là đạo Phật được truyền vào trong Việt Nam qua hai đường. Một đường là từ Ấn Độ rồi đi qua Trung Hoa, Nhật Bản, Cao Ly tức là Triều Tiên, rồi đi vào miền Bắc Việt Nam thì gọi đó là Bắc Tông. Thì nghi lễ của Bắc Tông là cha mẹ qua đời, chúng ta làm lễ nhập quan, phát tang, cầu siêu, tụng kinh Di Đà, cúng dâng, quả táng, toàn bộ là ở nhà hoàng. Nhưng mà Phật giáo được truyền từ Ấn Độ đi qua các cái ngõ miền Nam, đi qua bên Miến Điện, đi vào Thái Lan, đi vào Campuchia và đi vào miền Nam Việt Nam, thì theo cái tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng ta gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền, thì khi có cha mẹ qua đời, những chư tăng Thái Lan bây giờ vẫn khuyến khích một vài đứa con phát tâm xuất gia vô duyên để hồi hướng thông đức cha mẹ, thì tán thán con có cái tinh thần đó. Và đây cũng là một lịch sử trong vấn đề làm đám tang theo cái tinh thần Nam Tông và Bắc Tông hòa hợp nhau. Tại cái ngôi niệm Phật đường này cũng là cái nhà vãng sanh được cắt băng cắt thành vào Tết năm nay, thì đã có sự hòa hợp truyền đại giới đàn cho các tên tỳ kheo ni được tất cả là hai tông. Bắc Tông là sư phụ, Nam Tông là các sư Thái Lan và Mật Tông là các sư Tây Tạng. Thì hôm nay cũng là một cái cơ duyên đó, lần đầu tiên bà Châu Minh Nguyệt, pháp danh Cảnh Ngọc, bà sinh ngày 4 tháng 10 1930 tại Nguyễn Hòa Đồng, tỉnh Hòa Công, Việt Nam. Bà tạ thế ngày 9 tháng 4 2016 lúc 6:18 sáng tại Sugarland Station, USA. Và do cái nhân duyên bà tạ thế và do cái thử khởi phát tâm của chú Phước, chú muốn rằng mẹ chú được ân trương công đức, cho nên 6 anh em hiện giờ tại nhà Hoàng Diệm Phúc cùng với các chư tăng thầy Trí Hiền hoặc là các chư tăng thuộc hệ thống chùa Linh Sơn mà bà cụ lúc còn sống thường đi đến đó, thì đang làm lễ theo tinh thần Phật giáo Bắc Tông. Và bà cụ Châu Minh Nguyệt đã đến với sư phụ 3 lần xuất gia vô duyên, và cái nguyện vọng của bà được đoạn cuối cuộc đời được vào trong nhà giảng sanh này để sư phụ làm thủ tục theo một người ni cô đã từng xuất gia vô duyên. Tuy nhiên lúc đoạn cuối cuộc đời sức khỏe và hoàn cảnh không cho phép bà đến đây, nhưng mà hôm nay chú Phước đã thực hành cái nguyện ước của mẹ bằng cách là dùng thân của mình để mà thay mẹ xuất gia vô duyên, nhận giới pháp của Phật, trở thành ra một cái người tu vô duyên từ ngày hôm nay. Và con muốn tu tới chừng nào? Tu từ đây, bữa nay là ngày 12, 5 ngày tức là ngày tới ngày thứ 7, thì cũng là trùng hợp tới cái ngày đó là ngày đúng một tuần thất cho bà cụ, thì 8 tháng cái công đức này. Tuy nhiên muốn được công đức không phải tự nhiên cạo đầu, mà được công đức, cái đầu tiên là thầy hỏi con cái nguyên nhân nào mà con phát tâm, con tự nguyện hay là con bị một áp lực nào đó, hay là con xuất gia để tạo lên một cái danh tiếng làm nổi mình là cái người đầu tiên, hay là con xuất gia vì con nghĩ cái công ơn sanh thành dưỡng dục, nghe kinh của Phật không có gì bằng cạo cái răng cái tóc là có con người. Mà thầy nhớ rõ ngày đầu tiên mà ra ra vết tên để mà cứu giới thiện nhân thì con bận rộn tới chiều chủ nhật thì về,
thì con nói xin cho con cạo đầu xuất gia vô vi để con hồi hướng cho các thiền nhân. Và sau đó liên tiếp mười mấy khóa sau này con thấy con cạo đầu nữa. Nhưng bữa nay thầy muốn biết, muốn được công đức thì con phát tâm vô vi với cái động cơ nào? A Di Đà Phật, bạch sư phụ, hôm nay con muốn xuất gia vô vi với có là có ba điều. Thứ nhất là để con thực hiện cái nguyện vọng, cái nguyện ước của mẹ con trước khi qua đời là muốn gần gũi với thầy A Di Đà. Thứ hai, thân xác con ta mang theo máu mủ của mẹ con, bây giờ con phải làm cái gì để trả hiếu cho mẹ, dù cho tiền rừng bát biển thì nữa cũng không đem lại người mẹ của mình. Bây giờ con xin nguyện đem mái tóc này để khi làm quả táng để trả lại cho mẹ. Điều thứ ba là con muốn cho con và đời cháu của con biết rằng có ngày hôm nay sở dĩ mà con được ra đời, được nuôi lớn và đã thành tựu trong xã hội, có mái ấm gia đình, thì cũng nhờ người mẹ ấy là Phật. Sư phụ đại diện cho tăng ni của hệ thống chùa Tạng Nguyên 8 tháng cái công đức và phát tâm của chú Phước. Sẵn đây thầy xin mượn đôi phút để nhắc nhở hàng tăng ni của sư phụ. Bất cứ người đệ tử xuất gia hay tại gia, khi chúng ta đi tu phải có 3 điều. Thứ nhất là chúng ta phải có chánh kiến, nhìn cho đúng. Đi tu vì cái gì? Là chúng ta đi tu gì để được ăn trên ngồi trước? Chúng ta đi tu để được Phật tử lễ lại? Chúng ta đi tu để được cái gì? Hay là chúng ta cái lý tưởng chúng ta đi tu là chúng ta thứ nhất chúng ta tìm được con đường giải thoát luân hồi sinh tử, thứ hai là trả ơn Phật, thứ ba trả ơn cha mẹ, và thứ tư là phục vụ chúng sanh. Đó là cái lý tưởng của người tại gia hay xuất gia phải có. Và điều thứ ba là chúng ta phải có cái lập trường. Lập trường không có nghĩa là bữa nay tu rồi ngày mai chán nản rồi chạy ra ngoài. Cho nên hôm nay tôi nhắc nhở nhân dịp chú Phước phát tâm vì ba điều kiện. Thứ nhất là chú đã từ trong bụng mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm bú bố, chỗ ước mẹ nằm, chỗ con ngủ. Hôm nay mẹ không còn nữa, chú dùng cái thân này, cái mái tóc này để trả hiếu cho mẹ. Đó là một cái phát nguyện chính đáng. Cái thứ hai, chú muốn là thực hiện ích nguyện của bà cụ, là khi xả thân được về làm A Di Đà, được thầy, tức là cái người sư phụ đã từng cạo tóc bà 3 lần, cái nguyện ước được tròn. Và thứ ba, nhắn nhủ với con cháu của chú Phước, sở dĩ tụi con có mặt ở đời này là uống nước như nguồn, ăn trái như cái trồng cây, là có bà Châu Minh Nguyệt tạo ra cái ông Phước Liên, rồi từ Phước Liên có tạo ra những đứa cháu nội cháu ngoại, một cục máu sắc lầm ba lầm tư. Và cho nên tôi nói rõ cho quý vị tại sao Đức Phật đặt cái địa vị của cha mẹ cao bằng với Đức Phật và Đức Chúa và những đấng thượng đế. Lý do quý vị có biết tại sao không? Tôi nói rõ cho quý vị, bây giờ tôi nói rõ, vợ quý vị thương quý vị chưa chắc, chồng quý vị thương quý vị chưa chắc. Tại sao mà chồng quý vị còn thương quý vị? Vì quý vị còn đáp ứng được những nhu cầu, những cái tham vọng, những cái đòi hỏi mà người chồng đặt ra. Ngày nào quý vị không làm thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái điều kiện mà người vợ đặt ra thì cái tình vợ chồng sẽ phai lạc. Và tôi nói rõ kể cả tôi đấy, thầy của quý vị, giờ này quý vị người nào đi cũng đảnh lễ, cũng khen tặng, nhưng mà chưa chắc. Vì tôi đang ở trên tục đỉnh vinh quang. Ngày nào thầy thông lai
bị nghiệp trước thân tàn ma dại. Trong 3.000 đệ tử có thầy tại gia và mấy trăm đệ tử xuất gia, mà ngày đó thầy được 3 đứa vẫn khen tặng, những 8 tháng vẫn an ủi, thì người đó mới thật sự là người đó mới thương sư phụ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cho nên những người mẹ, con bất hiếu vẫn thương, con tật nguyền vẫn thương, con ngỗ nghịch vẫn thương. Cho nên cái công ơn người mẹ đó không có gì trả được hết. Hỏi trên đời này ai thương quý vị nhất? Chỉ có cha và mẹ. Đừng có nói là hoàng ni hay vợ chồng, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết ngôi, hết vị, hết ông tôi. Có đúng thế không quý vị? Quý vị làm ơn nhất kỹ cho tôi đi, sau này quý vị cũng sẽ lần lượt ngồi ở địa vị của tôi. Người ta khen tặng quý vị, người ta khen tặng Obama, người ta khen tặng Đức Giáo Hoàng, người ta khen tặng những cái người đang nổi tiếng, thì phải xét lại, chưa chắc. Một ngày nào Obama hết thời, rồi Obama không còn tổng thống, mà ngày đó người đó khen tặng, người đó mới thật là người tốt. Cho nên Đức Phật vì những lý do này, Đức Phật nâng địa vị của cha mẹ, là cái địa vị không có thể nào mà đền đáp được. Quý vị thấy rõ, quý vị thích người này, tại sao quý vị thích? Nhất là những người đệ tử là tôi thích ông thầy Thông Lai. Thì tôi nói thật, thích cái gì? Họ về họ khen tôi, ông thầy Thông Lai đối xử với tôi, cho tôi ăn uống rất là ngon. Ông thầy Thông Lai cho tôi chỗ ngủ. Ông thầy Thông Lai gặp tôi là cười cười hỏi. Như vậy quý vị thích ông thầy Thông Lai, vì ông thầy Thông Lai là thỏa mãn những cái lòng tham, những cái yêu cầu của quý vị. Chứ ngày nào thầy Thông Lai mà không làm được như vậy thì chưa chắc quý vị thích thầy, phải không? Do đó bữa nay thầy nhấn mạnh tăng ni đi tu phải có 3 cái lý tưởng. Thứ nhất, nhìn cho đúng mình đi tu vì cái gì. Cái thứ hai là phải có coi như là lập trường không điên không đảo, và điều kiện 3 cái điều kiện: chánh kiến, lý tưởng phục vụ chúng sanh, và lập trường không điên đảo, thì chúng ta mới thành công. Còn người đời người tu gì cũng vậy. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi con là xong rồi. Bây giờ ngoài con ra trong gia đình con còn ai xuất gia vô duyên nữa không? Bây giờ Phật, bạch sư phụ có vợ con cũng xin xuất gia, rồi có Liễu Châu, em gái con, và em rể con là Minh Pháp cũng xin xuất gia. Theo tương tự trong cái ngôi thứ trong gia đình, thầy mời con dâu của bà cụ Châu Minh Nguyệt, là thầy mời cô Phan Thị Quỳnh Liên Pháp Danh Trúc Huệ, con lên đây. Nhường cái máy cho vợ con. Thầy có đôi lời thắc mắc trước khi thầy cho con được phép xuất gia vô duyên. Thường thường thì ông Phước đó, ông chui từ cái bụng của bà Châu Minh Nguyệt, mẹ của ông, ông trả ơn. Thì đúng, con là con dâu, con cũng không phải là con ruột của bà, mà con là còn cha mẹ của con nữa. Mà lý do nào có phải ông Phước ông áp lực con phải đi tu, phải làm trả hiếu hay là sao? Con đi tu vì tự nguyện, là lý do nào con lại phát tâm xuống mái tóc để mà đi tu vô duyên cho bà Châu Minh Nguyệt là mẹ chồng con? Thầy muốn nghe rõ trước khi thầy chấp nhận cái sự phát tâm này. Con tự nguyện coi má ăn cướp con, má con bây giờ con cũng gần gũi với má ăn cướp, má con, má ăn cướp cũng giống nhau, cũng là cùng một mẹ. Con thương chồng con thì con phải thương má con, ý con tức là con tự nguyện. Dạ, con tự nguyện. Con thương chồng con tức là con nhớ nhờ có mẹ rồi cha chồng mới có chồng con. Dạ, có cha. Dạ. Có mẹ, à. Có má ăn cướp thì má có ăn cướp, ăn cướp thì cướp, là chồng của con. Thầy tán thán lời nói của con. Với cái câu nói này, nó sẽ nhắc nhở những người con dâu ở tại Hoa Kỳ là uống nước nhớ nguồn. Tại vì đa số thầy thấy, thầy không phải vơi đũa cả nắng, đa số những cái bà mẹ mà có con trai đều khóc lóc với thầy, vì con dâu nó chỉ biết tới con trai mà nó không biết tới cái người sanh thành ra. Một câu nói của con này sẽ được truyền bá trên cái hệ thống đài truyền hình và YouTube, sẽ làm cảnh tỉnh rất nhiều những cô dâu mà họ quên đi uống nước nhớ nguồn, ăn trái như cái trần cây. Thầy nghĩ rằng nhiều khi ông Phước ông áp lực cho con, nhưng mà đây là tự nguyện. Thấy những giọt nước mắt từ cái
gương mặt con dâu là thầy 8 tháng việc làm của con, và xin gửi một cái thông điệp đến những cô dâu tại Hoa Kỳ, nên nhớ uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ cây trồng cây. Kế đó là như nãy Phúc có nói, thầy mời gia đình của em gái con, là thầy mời em gái của con mời lên đây để mà thầy có đôi lời. Thứ nhất thầy mời Liên Thị Thu Cúc, tức là thứ nữ của bà Châu Minh Nguyệt, và Nghĩa Tế, tức là rể, tức là Bùi Mỹ Pháp Danh Minh Pháp, mời hai vị lên đây. Thầy mời con gái trước rồi tới rể. Trước khi sư phụ cho phép con Sister Gia Giao Duyên để hồi hướng cho mẹ, thầy muốn biết động lực nào, có áp lực nào, hay là tự lý do nào con lại tình nguyện Sister Gia Giao Duyên cho mẹ? Dạ, bạch sư phụ, bạch sư thông đức tăng ni, chúc con xin với sư phụ là được Sister Gia Giao Duyên để hỏi công đức cho mẹ. Vì có mẹ, giờ có mẹ con, cho con biết thân tứ đại nuôi dưỡng con, cho nên nay khi mẹ đã không còn nữa, con muốn làm một chút gì để báo ơn mẹ. Dạ, chị Đạo Phật. Nhìn những cái nghẹn ngào, những giọt nước mắt từ cái gương mặt của cô Liễu Châu, và sư phụ không cần hỏi nhưng mà hỏi cho đại chúng, ngay tại đàn dược sư trước khi Tết, Liễu Châu đã ở dưới và chạy lên nói sư phụ mẹ con bị bệnh nặng vào trong nhà thương đang ở ICU, con không thể vừa thoát hội được, giống như cái quyền ước con muốn vừa tại đàn dược sư. Thì nói thôi, con nên về lo với Phật thịt đi. Phật thịt quý hơn Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc. Phật thịt tức là mẹ bằng sư Phật thịt. Và sau đó Liễu Châu đi về, và một tuần sau Liễu Châu lên khóc nói, mẹ con bây giờ thấy người âm, thấy những người ở trong, người chết ở trong luyện diện rất nhiều, và xin sư phụ cứu, thì tôi mới đưa một cái tượng Phật của tôi thì đưa cho Liễu Châu về, thì ngay cái chiều đó bà cụ hết tỉnh táo trở lại. Và theo từ thầy giỏi thì nói chuyện với Liễu Châu hàng ngày, thì Liễu Châu là cái người rất thương hai đứa con trai mà bỏ hết gia đình vào ở trong bệnh viện lo cho mẹ. Tính tới hôm nay là Liễu Châu lo trên 2 tháng trời đó quý vị, mà Liễu Châu hy sinh cho bà rất là nhiều, mặc dù bà có 8 đứa con, nhưng mà Liễu Châu nếu mà nói, có thể là thầy không biết đúng sai, nhưng mà cái nhìn của thầy đó là Liễu Châu là cái người dành thời gian cho mẹ nhiều nhất trong thời gian bà ở phòng ICU. Thì thầy 8 tháng cái việc làm của con. Kế đó thầy mời Nghĩa Tế, tức là Minh Pháp, con là rể con lên đây. Đưa cái microphone cho con dạ con một bên đã Mỹ, mà bên đã Mỹ của bên đây con vị trí. Con là rể, thường thường người ta nói dâu là chánh lễ. Tại sao? Tại dâu là về nói dòng nói họ cho mình, rể là người dân. Ủa, con á, lý do nào? Có phải là vợ con áp lực con phải đi xuất gia giao duyên cho mẹ nó là bà Châu Minh Nguyệt, hay là con xuất gia giao duyên mà muốn có công đức là phải tự nguyện? Thành ra thầy muốn con nói sự thật trước mặt của sư phụ đây. Lý do nào con là một người rể mà thầy thấy hầu như thầy đi hộ niệm 7 ngày dưới trong cái tháng trước thì thấy mặt con lúc nào cũng có đó. Thì bây giờ nhân duyên nào và động lực nào mà con lại tình nguyện phát xuất gia giao duyên để hồi hướng cho mẹ vợ? Con nói cho thầy nghe và đời chúng em. Thưa thầy sư phụ, con đi xuất gia giao duyên lần này là con tự nguyện, tại vì con nghĩ cũng như là chị Liên á, nói là không có ý con thì không có vợ con. Thật sự ra rồi một phần nữa là lúc mà hai đứa nhỏ con sanh ra thì ý con ý tức là người tiều, tức là ý là mẹ đó, phải không? Dạ. Ý rồi dạ, mẹ con, để người ta không hiểu ý là ai. Dạ, rồi. Dạ. Tức là hai đứa con của con, tức là mẹ vợ con giữ. Dạ, dạ, mẹ vợ con tích kè nó kỹ lắm. Dạ. Rồi một là cái điều nữa là mẹ con là mẹ vợ con là bạn đạo. Dạ. Đi chùa chung với nhau. Dạ. Từ chùa Linh Sơn rồi tới bên chùa làm A Di Đà. Là mẹ hai bà cụ luôn luôn sát cánh với nhau. Thật ra
con rất thương mến con. Lúc nào con cũng trông con. Rồi, một thông điệp thầy gửi cho những chàng rể ở Hoa Kỳ. Thứ nhất, Minh Pháp nói là lý do tại sao mà xuất gia để mà hồi hướng cho mẹ. Thứ nhất là khi mà mẹ vợ đẻ ra vợ là Liễu Châu thì nhớ ơn đó. Thứ hai là khi mà đẻ ra hai đứa cháu ngoại là chính bà Châu Minh Nguyệt là cái người tắm rửa thay tã bồng ẩm trong khi hai chồng đi làm cho tới lớn. Thứ ba nữa là mẹ của Minh Pháp và mẹ của bà Liễu Châu lại là hai người bạn đạo đi đến chùa Linh Sơn cho đến chùa Tâm Quyên. Và nếu thầy nhớ không lầm, thầy có nói chuyện với lúc mẹ còn sống, chính bà, hai cái bà này mới là kết duyên cho tụi con trở thành vợ chồng, có phải không? Dạ. Như vậy tức là cái duyên này rất là lớn. Thầy muốn gửi một thông điệp lời nói cho Minh Pháp đến những chàng rể nào mà chỉ biết có vợ mà không biết có mẹ vợ thì nên nương theo đây để mà tạo công đức để cho con cháu mình. Rồi thầy cảm ơn sự xuất gia của con. Riêng có một cái người đặc biệt ở trong này ngồi, xin mời con lên hồi nãy trong ngày sáng tụng kinh Lăng Nghiêm. Con nói bữa nay con thấy con muốn xuất gia giao duyên, thì cái chuyện này làm thầy ngạc nhiên để hồi hướng cho mẹ anh Phước. Thầy mời lên đây để thầy phỏng vấn. Người này không có dính líu gì với gia đình này hết. Đưa cái microphone. Mời con, còn mời con kết đây. Con xin lỗi. À, thầy xin được biết con tên gì, pháp danh gì. Con đưa gần lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đưa gần gần. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô, cũng như quý cô bác trong. Con đưa gần lên đây. Con là Diệu Âm Từ Nhân. Diệu Âm Từ Nhân, dạ. Yeah. Sư phụ cũng như quý thầy quý cô đã từ bi cho con được vào trong làng để ở. Yeah. Và thứ hai vừa rồi là con như thầy kiến thức con đã về làng. Yeah. Thì để có được cái ngôi nhà làng trong này không? Như bây giờ để cho chúng con được ở đây tu tập thì có sự đóng góp của rất nhiều người. Yeah. Và trong đó có sự đóng góp của chú Phước. Yeah. Mà về hoàn cảnh của con thì con không biết làm gì để bày tỏ lòng biết ơn của con. Sáng hôm nay sư phụ và tổ chức đám tang cho bà thì con muốn xuất gia giao duyên và để lại thành ân cho cũng như bày tỏ lòng biết ơn của con đối với chú Phước là con sức của chú Phước đã đóng góp cho. À, để thầy nói rõ lên thì cho con nói hơi nhỏ cho quý vị nghe. Cô này có một đứa con là handicap để xe. Cô này nếu mà nói quê tinh lít vào làng Di Đà thì cô không lọt vào được. Để Đức Thầy Minh là phó trụ trì mới nói sư phụ, à, cô này đáng để cho cô vào làng. Thứ nhất là cô có phương tiện tu hành, thứ hai đứa con cổ lại là nó cái tàn tật. Thành sư phụ ấp luôn cho cô, tức là ưu tiên không có qua quê tinh lít. Thì ngày nãy cô nói rõ sự việc cô không có liên hệ gì với bà Châu Minh Nguyệt. Nhưng mà sở dĩ cái làng Di Đà này có mặt ngày hôm nay là cái công ơn của rất nhiều người. Thì ở trong đó có công ơn của chú Phước là người CEO. Tức là cái người này họ nói là họ không dính líu nhưng mà họ vào đây. Tức là không phải cái làng ở trên trời đất xuống. Nếu một mình sư phụ tương lai cũng không làm được. Mà có đóng góp của rất nhiều người. Thì trong đó một trong những người mà cô kể ơn đó là chú Phước. Thành ra đây là một cái làm cho thầy rất là vui. Tại vì cái người mà mẹ mình trả ơn á thì đúng rồi. Nhưng mà trong này cô này cô vô đây cô cũng nghĩ tới cái chuyện là những người nào mà đang điều hành cái làng này dù đóng góp công sức, tình tài hay tất cả mọi việc thì cô muốn bày tỏ cái tấm lòng của cô để cô trả ơn cho chú Phước bằng cách là cô là cái người không phải là máu mủ của bà Châu Minh Nguyệt nhưng mà cô xin nguyện làm tu từ đây cho tới ngày thứ bảy y chang như đây để hồi hướng cho cụ bà. Thì cái việc làm này sư phụ đại diện tăng đoàn xin tán thán. Như vậy là quý vị đã nghe rõ rồi phải không? Nghe rõ tất cả. Thì bây giờ theo cái nghi lễ thì bây giờ sư phụ là cái người lên để là cạo tóc. Nhưng mà nó kẹt thế này, nếu mà đại giới đàn như vậy mà sư phụ cạo tóc
Và sư phụ đáp y là mấy người này phải đi tu luôn. À, thành ra sư phụ chứng nhận rồi. Sư phụ mời thầy Tệ Minh, mời Đại Đức Tệ Minh lên đây. Thầy mời Đại Đức Tệ Quán lên đây. Tệ Minh Tệ Quán sẽ phủi tóc cho chú Phước và chú Minh Pháp. Tuy nhiên tôi nói rõ cái vấn đề này, cô Hồng Đức phủi tóc cho dâu và con gái. Nhưng mà cái điểm này rất để ý, trước khi quý vị phủi tóc hãy nghe tôi theo đúng cái quy tắc của Nam Tông. Tóc của chú Phước là tóc từ đâu? Tóc từ cái bụng, từ cái giọt máu của bà Châu Minh Quyền mà có. Sẵn đây có Michael Hòa là đặc phái viên MC của đài truyền hình Sài Gòn Network ở Châu Tranh. Con có biết là hồi xưa mấy ông cụ mình là để bóng cụ tỏi và để bóng tay dài. Ông biết chuyện đó mà. Tức là ông cụ, ông những ông già nho của mình đó, là họ bới tung tỏi có không? Họ bới đầu tóc và bóng tay họ để dài. Thì lý do tôi hỏi tại sao vậy? Thì mấy cụ mới nói, cái răng cái tóc là có con người gì quý cha mẹ không dám cắt, không dám cắt cái của cha mẹ. Và bữa nay cũng vậy, thầy sẽ nhớ thầy Tiệm Minh phủi tóc cho chú Phước, cắt riêng cái tóc đó và cắt một số móng tay của chú Phước bỏ vào trong cái chung, và cắt luôn tóc của con gái của bà cụ Châu Minh Quyền là Liễu Châu và cắt một vài móng tay tượng trưng bỏ vào cái chung. Và hai cái tóc và cái móng tay này tượng trưng cho đó là máu mủ và xương thịt của bà cụ. Và khi tới ngày thứ năm ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc làm lễ di quan quả táng, thì trên đây chúng ta cũng làm lễ đưa cái di ảnh của bà qua khắp địa tạng. Và lúc đó thầy sẽ làm lễ đốt tóc của chú Phước và con gái chú cũng như là bỏ vào trong cái hũ cốt, thì tượng trưng như là đó là hũ cốt của mẹ, không khác gì hết. Giờ đem thử DNA của ông Phước, cái tóc này và DNA của bà cụ có phải là một không? Như vậy đừng có để biết nhau. Còn riêng tóc của chú con rể và con dâu thì bỏ riêng ra. Nhớ kỹ là nghe cái thầy rõ không? Thầy Tiểu Minh phủi tóc cho chú Phước, thầy Tiểu Minh nhớ bỏ trong chuồng, nhớ hướng kỹ. Thầy Tiểu Quá phủi tóc cho ông Mỹ, không có lấy, chỉ bỏ rồi rồi. Cô Hồng Đức phủi tóc cho Liễu Châu thì bỏ trong chuồng, cắt móng tay mỗi người cắt tượng trưng bỏ trong chuồng. Và coi như con phủi tóc cho, coi như con dâu cũng là bỏ riêng. Nhớ kỹ nha, vì đó là làm theo đúng luật đó. Cái răng cái tóc, bởi ngày xưa ông bà mình không dám cạo đầu để dài và móng tay để dài gì thương cha mẹ. Chỉ khi nào hồi xưa đó mà người ta lúc người ta làm lễ xuất gia như vậy thì ta cắt cái móng tay ra, ta mới là đúng đốt ra để mà hòa vào trong cái hũ cốt của cha mẹ đó, để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục. Đó là cái này bữa nay tôi khai thị rõ cho nghe. Rồi tương tự theo cái lễ nghi thức của pháp tang, mà tôi chỉ nói về xuất gia vô vi thôi. Bây giờ mời Đại Đức Tệ Minh, Đại Đức Tệ Quán, mời sư cô Hồng Đức, ở trong đó có hai cái trong đơn. Thì bây giờ lên con phủi trước cho ông Phước đi. Xong rồi tới cái đắp y thầy sẽ nói chuyện sau. Quý vị tương tự quý vị sẽ thấy đây là một cái nghi tang lễ theo Nam Tông mà thầy nghĩ cũng ít có người được biết cái này. Đa số chúng ta chỉ biết năm lễ Bắc Tông thôi, mà đây là của Nam Tông. Thì tôi hy vọng rằng cái này sẽ được phát lên cái hệ thống đài truyền hình và để cho rất nhiều cộng đồng người Việt sẽ thấy cái nghi lễ đặc biệt của Phật giáo khi quy thủy Đức Phật còn tại thế. Dạ dạ đúng rồi, một lượt đi thôi, không đứt Lũ Châu vào với nội con. Tóc của hai anh em nó thì bỏ vào trong cái chuông, rồi sau đó tới cái ngày cái kêu quả táng vừa qua đó, mình cũng đốt đưa qua kia rồi thờ trong cái hũ cốt. Lấy cái tông đơ mà phá tóc đó, cái tông đơ mà để trên bàn đó, cái tông đơ đó thầy cho mình, tông đơ thầy đó, cái tông đơ phá đầu tiên đi đó. Không sao, không sao, tới hút bụi sao cũng được, không sao. Cái mà cái phá tóc trước đó, tạm đi. Thầy tạm lựa sao không biết, thầy nó có mấy cái im mà không lựa trúng cái ồn. Cái đó phải đưa thầy Tệ Quán nha.
bàn ha. Giữ tóc nha, thấm vô để cho quán thụ nó tóc đi. Còn một người cạo cũng được, tại thầy nghĩ cũng có mấy người thôi nha. Còn không biết có mấy cái gì, có mấy đồng đơn, cái đó ồn quá hả? Dạ. Thầy quá không biết rồi, thầy không tránh cái đó. Cái này đâu có cạo được, nó đâu có cái lửa nào cạo. Trời ơi, không có lửa. Một là 10 cái tông tơ ổng lựa lên cái đó hay gì. Bỏ vô trong chuông hết. Ở trong đó chỉ có cái móng tay nữa, xong rồi cắt một vài mắt chút xíu nữa. Sư phụ, nhưng mà thầy nghĩ chắc cũng lẹ thôi chị. Còn đây vô lấy phòng lấy cái đây đi. Quý vị thấy trên cái bàn dông nó có cái hũ đó, cái hũ đó là sau khi mà di quan nó lỡ tán thì chúng tôi cũng đưa qua đó, chúng tôi đốt rồi chúng tôi bỏ vào thờ để khám luôn. Châu đi để rằng lấy hai cái tóc nó bỏ vô, cắt dài móng tay thôi, trong khi thì mình cắt móng tay chậm, cắt đại khái thôi vậy.
để nghĩ cho lấy đồ rồi. Cạo xong cái này rồi thì có cái mâm riêng đó, là chút nữa cạo tóc của dâu với rể là bỏ lên cái mâm, không có bỏ chung trong cái chuông đó nha. Còn cắt tích móng tay của Lưu Châu, cắt chân trước rồi nha. Lấy cái kìm tháo hai móng không? Chắc được thôi, chắc được trước. Dạ, bỏ vô con dạ. Tương trước thôi dạ. Rồi bây giờ tới con dâu, mời qua cô Hồng Đức. Con tháo cái tròn ra rồi, chưa cái xong đâu, mới có nghi thức cạo tóc thôi. Còn tới nghi thức đắp y nữa, qua một vài nghi thức cho là mới tới được đắp y. Thôi được rồi đó, dạ. Tới rễ, tóc dâu đi, dâu thì không cần, chỉ bỏ tóc vô cái tray thôi, có cái tray sau lưng rồi. Cái thực hiện tự minh đó là để cạo lại thôi.
cái này chút nữa xong thì trưa nghỉ nó giờ nó cạo lại không sao tí rồi cạo lại. Bây giờ tới thì tôi mới cạo lại hả? Có thì giờ cạo lại. Cái của Phước nó cạo đều hơn, cái của con nó cạo nhiều hơn. Không sao chút nó cạo lại không sao.